Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bình Dương phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân là 31,5m² một người, tỷ lệ đô thị hóa 85%, tỷ lệ dân số thành thị sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh đạt 100%. Đến năm 2025, hoàn thành 100% các đô thị có quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, hoàn thành nâng loại các đô thị theo lộ trình Thuận An, Bến Cát, Tân Uyên đạt đô thị loại 2, thị trấn Dầu Tiếng đạt đô thị loại 4, các đô thị Thanh Tuyền và Long Hòa huyện Dầu Tiếng, Lai Hưng huyện Bầu Bàng đạt đô thị loại 5. Đến năm 2030, huyện Bầu Bàng trên cơ sở mở rộng thị trấn Lai Uyên nâng loại đô thị lên loại 4, tiến tới thành lập thị xã. Các thị trấn Phước Vĩnh huyện Phú Giáo, Tân Thành huyện Bắc Tân Uyên lên đô thị loại 4, thành lập các đô thị mới loại 5 như Long Nguyên huyện Bầu Bàng, Minh Hòa huyện Dầu Tiếng, Tân Lập, Bình Mỹ huyện Bắc Tân Uyên. Việc phân loại và định hướng phát triển đô thị có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Nhìn lại kế hoạch phát triển và nâng cấp đô thị tỉnh Bình Dương theo các giai đoạn được lãnh đạo tỉnh đề ra cụ thể và thực hiện đúng lộ trình, tạo nền tảng phát triển đô thị. Về phát triển đô thị, tỉnh chú trọng công tác quy hoạch, đầu tư chỉnh trang, nâng tầm chất lượng đô thị, hướng đến đô thị thông minh, văn minh hiện đại nơi đáng sống. Đến năm 2025, phải xóa đi các ngõ hẻm, đường đất, sỏi đỏ chưa được liên thông và các khu dân cư chưa đáp ứng các điều kiện hạ tầng, đáp ứng đủ chỉ tiêu phát triển nhà ở theo dự báo quy mô dân số của tỉnh theo từng giai đoạn. Hiện nay thì chúng tôi đã cùng với các địa phương tham mưu Ủy ban nhân tỉnh rà soát, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch chung trên địa bàn, thì đã được phê duyệt cái quy hoạch chung ở Bến Cát và Thuận An. Còn ba cái quy hoạch chung đó là Hủ Dầu 1, Dĩ An và Tân Uyên thì đang trong cái quá trình hoàn thiện hồ sơ để tiến hành các bước tiếp theo về thẩm định cũng như là trình phê duyệt theo thẩm quyền. Đối với lại đô thị Hủ Dầu 1 thì là đô thị loại 1 thì sẽ có cái bước là trình Thủ tướng Chính phủ để phê duyệt và Bộ Xây dựng sẽ thẩm định. Hiện nay thì trên địa bàn tỉnh Bình Dương thì các đô thị phía Nam của chúng ta đã phủ kín 100% cái quy hoạch phân khu. Tuy nhiên thì để có cơ sở triển khai rà soát, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch phân khu thì các quy hoạch chung phải được phê duyệt kịp thời để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Đối với lại các khu vực phía Bắc như là Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bầu Bàng và Dầu Tiếng thì cũng đang rà soát để hoàn thiện cái công tác thẩm định và trình phê duyệt cái quy hoạch vùng. Theo kế hoạch, đến năm 2030, Bình Dương phấn đấu phát triển thành mô hình thành phố trực thuộc trung ương, là cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Khi đó, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 90%. Tầm nhìn đến năm 2045, các đô thị loại 3 trở lên phải đạt mức tối đa các chỉ tiêu về y tế, giáo dục và đào tạo, công trình văn hóa cấp đô thị, quản lý quá trình phát triển đô thị theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị. Bình Dương nghiên cứu không gian phát triển thành các vùng, khu vực đô thị phía Nam gồm thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An là cửa ngõ của Bình Dương đi thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và cảng biển, đầu mối kết nối giao thông trong vùng. Bình Dương cũng chú trọng đầu tư hạ tầng nhà ở, dịch vụ chất lượng cao, hệ thống y tế, giáo dục đạt chuẩn quốc tế, giao thông công cộng tiện lợi kết nối thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và trung tâm thành phố mới Bình Dương. Thành phố Thuận An trước đây là thị xã Thuận An, đã được Ủy ban tỉnh Bình Dương là phê duyệt quy hoạch xây dựng đô thị năm 2011. Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch thì có những cái thuận lợi và khó khăn. Thành phố cũng đã phát huy những cái yếu tố thuận lợi, từ đó đã triển khai thực hiện đúng cái quy hoạch đã được duyệt trước đây. Tuy nhiên cũng có một số cái khó khăn bất cập, thì thành phố đã xin chủ trương Ủy ban tỉnh và đã được Ủy ban tỉnh chấp thuận. Từ đó thành phố đã tổ chức điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung của thành phố giai đoạn 2020 tầm nhìn đến năm 2040 và đã được Ủy ban tỉnh là phê duyệt và thành phố đã tổ chức công bố công khai quy hoạch này. Theo cái quy hoạch này thì thành phố Thuận An trong cái thời gian tới sẽ có bước chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế, từ là một thành phố công nghiệp sẽ chuyển dịch sang là thành phố thương mại dịch vụ trong tương lai. Đối với thành phố Thuận An,
Sau khi được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Bình Dương phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Thuận An đến năm 2040 để tăng vai trò đầu mối giao thông và tính liên kết giữa Bình Dương với thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thuận An dự kiến sẽ xây dựng thêm 3 cây cầu trên sông Sài Gòn. Bên cạnh đó, hàng loạt tuyến đường chính trong thành phố và các tuyến đường kết nối các địa phương lân cận dự kiến cũng được cải tạo với lộ giới từ 32 tới 54 mét. Tỉnh quy hoạch một số tuyến đường song hành với các trục đường chính đô thị như đại lộ Bình Dương, đường Mỹ Phước Tân Vạn và DT743A, DT743B nhằm chia sẻ lưu lượng vận tải, lộ giới từ 22 tới 30 mét. Hiện nay thì trên địa bàn tỉnh Bình Dương thì có 3 cái khu vực mà chúng ta phân ra. Hiện nay thì đối với lại cái khu vực phía Nam, đối với lại Thuận An, Dĩ An, thì chúng tôi thấy rằng là tại cái khu vực này, đó là cái khu vực có cái mật độ dân cư sinh sống khá cao. Cái thứ hai đó là cái đô thị nén. Thì cái việc mà phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị tại khu vực này cần phải được chú trọng để từng bước chúng ta cải tạo, chỉnh trang các khu vực hiện hữu. Bên cạnh đó thì sẽ tập trung để là chuyển đổi công năng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các nhà máy, xí nghiệp nằm ngoài các khu cụm công nghiệp đối với lại hai địa bàn này làm cái cơ sở để chúng ta có cái định hướng để bố trí cái phân khu chức năng tập trung vào các hạ tầng xã hội. Để tổ chức thực hiện tốt cái quy hoạch đã được tỉnh phê duyệt thì thành phố Thuận An cần phải làm tốt một số cái mặt như sau. Thứ nhất là phải thực hiện tốt cái việc là công khai đầy đủ và minh bạch các cái quy hoạch cho người dân và cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn biết để mà thực hiện theo cái quy hoạch. Cái việc thứ hai là thành phố phải tập trung rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch tổng thể cái phân khu chức năng của từng phường. Theo tiến độ này thì thành phố Thuận An đã và đang làm cái điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu các phường. Và chúng tôi đặt mục tiêu là đến tháng 12 năm 2003 thì 9 phường, trên 9 phường của thành phố Thuận An sẽ được là phê duyệt điều chỉnh. Cái nhiệm vụ thứ ba nữa là phải tổ chức thực hiện tốt cái quy hoạch sau khi điều chỉnh phân khu cũng như là điều chỉnh quy hoạch tổng thể của thành phố là phải tăng cường công tác quản lý nhà nước, trong đó tập trung đó là hướng dẫn người dân và doanh nghiệp là việc triển khai sử dụng đất đai cũng như xây dựng là phải đảm bảo đúng quy hoạch và tăng cường công tác là thanh tra kiểm tra xử lý để đảm bảo cho người dân và doanh nghiệp phải chấp hành đúng quy định của pháp luật. Khu vực đô thị trung tâm tỉnh Bình Dương gồm thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Tân Uyên, thị xã Bến Cát với hạt nhân là trung tâm thành phố mới Bình Dương tiếp tục quy hoạch để trở thành vùng đổi mới sáng tạo, vùng lõi của một đô thị thông minh Bình Dương. Đô thị mới Hòa Phú, Phú Tân, thành phố mới Bình Dương với chức năng dịch vụ, công nghiệp tiếp tục là trung tâm chính trị, hành chính của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030. Thị xã Bến Cát và thành phố Tân Uyên được quy hoạch chức năng đô thị, công nghiệp, dịch vụ. Các địa phương phía Bắc của tỉnh gồm huyện Bầu Bàng, huyện Phú Giáo, huyện Dầu Tiếng, huyện Bắc Tân Uyên còn dư địa khá lớn về đất đai, phối hợp quy hoạch để chuẩn bị bất động sản công nghiệp hình thành. Tạo lập vành đai công nghiệp là trung tâm kết nối vùng Đông Nam Bộ và cảng sông do các tuyến đường vành đai tạo ra. Khu vực này định hướng trở thành một cực phát triển mới, hình thành khu liên hợp văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, giáo dục, tầm cỡ khu vực để hỗ trợ cho các cực phát triển của tỉnh và của cả vùng Đông Nam Bộ. Phát triển không gian đô thị công nghiệp tập trung vào các hành lang Bắc Nam gắn với trục đường Bầu Bàng, Mỹ Phước, Tân Vạn, các tuyến giao thông hỗ trợ mới và hành lang Đông Tây hai bên tuyến đường vành đai 4 và các khu vực trọng tâm đô thị theo các mô hình cấu trúc TOD. Cùng với đó, các địa phương cũng cần tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng lập quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch đô thị với tầm nhìn dài hạn, phù hợp với điều kiện phát triển mới, chú trọng việc phối hợp giữa các cơ quan đơn vị địa phương trong việc lập và triển khai đồng bộ, tuân thủ theo các quy hoạch được duyệt. Đối với lại cái vùng thứ hai đó là vùng Thủ Dầu Một, thì đây là cái đô thị trung tâm, mà là trung tâm hành chính, chính trị tập trung của tỉnh Bình Dương. Thì tại khu vực này thì có hai cái khu vực, đó là cái khu vực đô thị mới mà tại vị trí chúng ta đang đứng. Cái thứ hai là khu vực đô thị cũ. Đối với khu vực đô thị mới thì chúng tôi là quy hoạch theo cái định hướng là đô thị công nghiệp dịch vụ.
đặc biệt đó rằng là cái khu mà chúng ta đang phát triển mà mang lại cái hiệu quả cao và thu hút nhiều nhà đầu tư đến, đó là cái khu liên hợp công nghiệp dịch vụ đô thị Bình Dương. Và đối với lại cái khu vực này thì nó sẽ hình thành một cái khu đô thị mới có cái dáng dấp của một cái trung tâm hành chính tập trung. Đối với lại các huyện phía Bắc là khu vực vùng thứ ba, thì chúng tôi xác định đây là cái khu mà là bảo tồn về mặt sinh thái cũng như là nông nghiệp. Bên cạnh đó thì cũng vẫn ưu tiên phát triển tập trung các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại một số vị trí mà chúng tôi dự kiến để phát triển. Đặc biệt đó là chú trọng về cái hành lang cây xanh, thương mại, dịch vụ kết hợp với nghỉ dưỡng dọc theo con sông Sài Gòn và con sông Đồng Nai. Với công tác quy hoạch và phát triển đô thị thông minh, văn minh hiện đại, tin rằng đến năm 2030, tỉnh Bình Dương sẽ hoàn thành mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại. Đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước, theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.